Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món trứng chiên không hẳn là ngon mà còn đẹp mắt nữa mọi người à. Nếu như mọi người muốn biết cái món này thì mọi người cùng mình vào bếp nhé. Hi, kênh Vlog Bí Nánh xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình làm một cái món trứng chiên nha. Cái món này mình có chuẩn bị là ba quả trứng nè, với hành, củ hành nữa mọi người, mình cắt nhỏ ra, và cà, và một ít hành lá để lát nữa mình rưới lên cho nó đẹp. Đây là hành tây. Rồi gia vị thì sau khi mình nấu thì mình bỏ sau nha mọi người nha. Hôm nay mình làm một cái món trứng trông rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon. Rồi mọi người vào bếp với mình nha để làm cái món trứng nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ trứng mình đánh lên nha mọi người nha. Rồi sau khi mình đánh tan rồi, bây giờ mình cho cái chảo lên để mình làm cái món trứng nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho cái chảo lên cái lò mình bấm nút nha mọi người. Rồi chảo đã nóng, bây giờ mình cho một ít dầu vào nha mọi người. Rồi dầu đã nóng thì mình cho củ hành, mình cho cái hành vào, mình đảo như mọi người nhé. Sau đó mình cho luôn cái củ hành tây vào. Cho cà vào như mọi người. Trông rất là đẹp và hấp dẫn. Món trứng này làm đơn giản nhưng mà ngon. Nhanh gọn lẹ mà nó cũng lạ lạ nữa mọi người. Rồi sau khi mình cho cà vào rồi thì bây giờ mình cho luôn trứng vào đi nha mọi người. Mình đổ trứng vào nha. Wow, trông rất đẹp. Màu trông rất là hấp dẫn nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người đợi cho cái trứng của mình nó chín tới nha. Trời ơi, nhìn thấy trứng đẹp chưa? Một lớp ở trong là cà và một lớp ở ngoài là hành tây và củ hành. Và mình cho trứng lên, trông rất là ngon. Nhìn màu rất là đẹp không mọi người? Và sau khi trứng đã chín, bây giờ mình cho gia vị vào nha mọi người. Mình cho gia vị là cờ no thôi mọi người, không có cho nhiều cái nhiều gia vị mọi người. Mình cho cờ no quý tiêu thôi mọi người. Trông rất là hấp dẫn và ngon. Và sau đó thì mình trộn đều lên. Vậy là mình đã có một cái món trứng trứng cà với hành tây, hành lá, hành củ mọi người.
Rồi mọi người ơi, vậy là mình đã có một cái món trứng, thì trứng của mình đã chín rồi. Bây giờ mình tắt lò, mình cho ra cái điểm nha mọi người. Rồi mình có chuẩn bị cái điểm, bây giờ mình cho trứng ra. Trong cái món trứng rất là đơn giản dễ làm, ăn rất là ngon. Cái đây mình nhét bánh mì ăn cũng ngon mọi người. Để mình chỉnh cái đĩa lại cho nó đẹp đẹp như mọi người. Rồi bây giờ mình cho thêm một ít tiêu vào nha. Rồi mình có chuẩn bị cái hành lá, bây giờ mình rưới hành lên nha mọi người nhé. Rồi vậy là mình đã có một cái đĩa trứng chiên trông rất là ngon, ngon lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món trứng của mình nha. Bây giờ mình xúc thử mình ăn thử nó ngon không nha. Cái đây mà ăn là bánh tráng cũng ngon rồi mọi người nè. Nhét bánh mì ăn cũng ngon lắm mọi người à. Giờ mình ăn thử nha, mình mời cả nhà. Trời ơi nó ngon lắm mọi người. Mọi người không tin làm thử ăn đi. Rồi mọi người ơi, cái video của mình thì cũng đã xong. Bây giờ mình xin tạm dừng cái video ở đây. Mọi người xem cái video của mình, mọi người nhớ ủng hộ, like, share, subscribe và đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Rồi mình xin chào mọi người.